Chăm hay không bằng tay quen ha. Anh em làm càng nhiều thì càng quen thôi. Mình không phải dân thợ, làm demo vậy thôi. 3 phát, 4 phát. Ok. Rất đẹp như thế này. Xin chào các bạn, trên tay mình đang có cây kéo cắt ống. Nhiều người gọi là dao cắt ống, nhưng cái này là kéo thì nghe nó hợp lý hơn. Kéo nghe nó hiền hòa, dao nghe nó hơi bạo lực tí. Thì cái này nó anh em hơi quen đối với cây màu đỏ. Hôm nay mình có mấy cây gọi đen xì. Rồi nó phải đỏ đen gì đó. Cây màu đỏ đâu nhỉ, hôm nay mình có đây, mình đưa ra cho anh em coi nhỉ. Ai khái là vậy. Cây này là có mã hàng là VCM 0348 mà ha. VCM 0348 là cây này chưa từng có ở Việt Nam theo đúng hàng chính ngạch. Tất nhiên anh em có thể gặp đâu đấy ở ngoài hàng bến, hàng bãi, hàng second hand hoặc là hàng ba hand gì đấy, hoặc là hàng sách tay. Thì cây này là cây nhập chính thức, màu đen xì. Mình sẽ lột nó ra xem như thế nào ha. Trước tiên là cái tấm này mình nhắc một tí xíu, bởi vì rất có thể là anh em khi mua về xong là mình quăng cái này đi. Ngoài đi thì một vài thông tin mình sẽ không được biết, chẳng hạn như là ví dụ như ở đây nó có một cái hình vẽ này cho biết và bạn cắt được cái đường kính ống maximum là 48, VC0348 là vậy, cắt được đến đường kính phi 48 ha. Như vậy cắt độ dè, độ khoảng cách còn thừa để khi mà chúng ta lách vào cái khe hẹp ở đường sát tường á là 5 mm. Rồi cái gì nữa đây, độ mở lớn nhất là mở ngàm lớn nhất từ trên xuống dưới ra đây. Thế thì cái điểm bên dưới sát sàn mà còn có thể tì vào được ống. Như vậy khi chúng ta muốn cắt ống mà đặt ở gần sàn dưới mặt đất á thì cái khoảng khe hẹp này nó phải còn cỡ 14 mm, tức là khoảng 1/4, được chưa? Đường kính của dao này độ dày cận trên còn có thể tiếp cận được vào ống là 33. Ở trên đây mà mình hiện tưởng tượng cái điểm này sẽ là điểm bước, cái bút chì cho nó dễ chỉ đi. Còn tất cả các tính năng khác thì các video clip khác anh em đều biết hết rồi. Ở đây mình biết thêm một vài thông tin ha, mà cái này tờ này mình vứt đi phát là mất, còn mất luôn, tèo tèo luôn. 33 mm ở đây ha. Như vậy thì nếu như nó nhỏ hơn 33 là mình sẽ không đưa con dao vào được. Ở đây nếu nó nhỏ hơn 14 là mình cũng không đưa cái kéo cắt ống vào được. Và khoảng cách từ cái vật cản phía trên xuống đến đáy sàn là 95, tức là khoảng 1 tấc. Như vậy cứ 1 tấc trở lên là mình xài vô tư thôi. 1 tấc trở lên là mình xài vô tư ha. Như ý nghĩa của hình này nó là như vậy. Hai cái hình này cho bạn biết được rằng là bạn cắt ống cái thế mình có thể cắt được hay không. Được chưa? Rồi, ở trên em có vài hình ảnh nữa kế tiếp, tức là ví dụ như khi mà mình cắt cho nẹp nhựa, bởi vì nó có một cái phụ kiện màu vàng đây. Xem hình trước, là xem thực tế sao. 90 và 45 độ bạn có thể cắt hai thế. Cái nẹp này là nẹp bán cờ, bán nguyệt ha. Mình có chuẩn bị sẵn ở đây rồi. Cái nẹp bán nguyệt như này, lát nữa mình cắt thử xem nó có đứt không. Khi nhật nó lừa mình sao, cắt không đứt. Thế ha. Rồi quay trở lại đi, mình cứ quay trở lại với cái hình này đây. Mình thích cái hình này vì nó nhiều thông số kỹ thuật, được chưa? Như vậy khi mình cắt tương ứng cái độ dày là 3 và 5. Sorry, à đây này, cố vấn Rony đang giúp đỡ mình. Và cắt được các loại ống ở đây ha, ống chủ yếu là đúng ống nhựa là chính. Nhựa thì nó có nhựa BE, BP rồi HIV, E gì đấy, VE thì đại khái này. Mỗi một loại ống khác nhau thì nó sẽ có cái khả năng cắt khác nhau. Như vậy thì ống bọc rồi ống composite gì đấy. Ok, rồi phía đằng sau. Mình tưởng nó ít chữ chứ nó nhiều chữ này, mình xin lỗi nha, thôi để lúc khác đi. Nhiều chữ quá mà toàn chữ không biết thôi. Mình xin lỗi nha, thôi sang thực tế đi. Rồi đây là cây kéo. Đen xì ha, đen xì là 0340 VCM, nó có chữ M là 0348. Bề mặt cái khung sườn của nó đây tất cả nó đều bằng nhôm cả, sơn tĩnh điện. Đó. Mình phía mặt này đi ha.
VC48ED. Như vậy thì có nghĩa là mình có thể là cái lưỡi dao này mình có thể lấy ở bên kia con dao VC0348 mình thay qua bên đây cũng được. Đó. Phía đây nó có chữ đúc chìm ở đây, cái chữ Made in Japan. Đây ha. Nhìn rất đẹp, nhưng mà nhìn màu đỏ thì nhìn có lẽ là nhìn là đẹp hơn, nhưng mà do mình quen mắt thôi, chứ mà nhìn màu đen màu hồi mình cũng đen thôi luôn. À, ok rồi. À, về mặt cơ cấu thay dao như thế nào, thay lưỡi kéo, lưỡi dao nó kéo như thế nào thì nó cũng giống như con dao VC0348 kia thôi. Đây là VC, nó thêm chữ M, cái móc đây để mình khóa nó lại. À, tất nhiên là khỏi khi khóa lại cái này nó phải ngầm xuống. Ok, khi cắt thì anh em thả hết tay ra ha, thì nó mới ăn khớp vào đây được. Cái này không thả hết tay thì nó không ăn khớp. Ok, đó. Ở đây thì mình không, hôm nay mình không có chuẩn bị ống, nên là mình không có ống ở đây, nhưng mình có cái nẹp nhựa ở đây. Thì cái hay của nó là có cái nẹp nhựa này, cái phụ kiện này để cắt nẹp nhựa các bạn ha. À, nó hơi giống giống cái phụ kiện của cái VC0342 một tí xíu. Bạn chờ tí xíu để mình lấy cái VC0342 ra để mình so sánh luôn cho anh em dễ so sánh ha. Chờ tí. Ok ha, đây là cây VC0342, anh em khá quen thuộc, màu đỏ xinh đẹp ha. Còn cái cây mới cơ mà mình lấy ra mục đích chỉ là để so sánh thôi. Rồi, so sánh đi ha. Đây nó cũng lằng nhằng tùm lum chữ, rút kinh nghiệm cái trước nhiều chữ tiếng Nhật quá, mình cái này khỏi dịch đi ha. Rồi, đây màu đỏ đây ha. Màu đỏ thì nhìn nó quen mắt hơn, rồi vì nhìn nó nhiều lần thì tự nhiên nó quen thôi. Còn cây kia là màu đen. Uni nghịch quá. Đó. Đấy, anh em nhìn thấy ha. Nhìn vậy ha, thì dễ so sánh chưa? Đó. Nhìn riết màu đen là đen riết rồi nó cũng quen rồi, chứ đỏ hoài nó vẫn chán. Thực ra hai cái này nó sẽ có một cái khác nhau nữa này. Cây VC0342 nó có một cái chỗ để cho mình vắt mép ống ở đây. À, như vậy là mình xin lỗi là lưỡi dao không có lắp bù qua được ha. 48 là lớn hơn, không lắp bù được. 48 VC0348 mới lắp được, không lắp vào con này được ha. Nó có cái lỗ vắt mép đây, thằng này không có. Rồi. So sánh hai cái cục màu vàng phụ kiện này dùng để cắt cho nẹp nhựa, thì cái này là của 0342, còn cái này là của 0348. 42 thì số 2 nó nhỏ hơn số 8, cho nên là nó ít gạch hơn. Cái này số 8 nó nhiều, lớn hơn số 2 nó nhiều gạch hơn. Thực ra không phải đâu, bằng cắt nó nhiều thế khác nhau, nhiều size nẹp nhựa khác nhau. Trong trường hợp bạn để như này là cắt 45, góc 45 độ. Trường hợp để như vậy là cắt 90 độ. Thằng này cũng vậy ha. Đấy, cắt được cái ống, cái nẹp nhựa lớn hơn. Ok. Thì là cái kết cấu của nó nhìn nó cũng rất chắc chắn, rất chắc chắn luôn. Nhựa cứng, mang độ hoàn thiện cực kỳ cao. Nó có chữ MKK. À. Ok, này nó có chữ gì đây? Chữ này có chữ MCC. À. Này nó có chữ MKK. Ok, để so sánh để anh em biết thôi ha. Quay trở lại với cái kéo. Thì cái kéo này khi mà anh em dùng, anh em cũng sẽ đặt cái miếng này vào đây khi nào chúng ta bóp đi hết hành trình ha. Đó, như vậy để nó bảo đảm nó sẽ không bị đứt tay vì cái lưỡi nó bằng inox và nó cũng rất là bén. Ok. Đó. Vậy. Rồi. Há ra. Rồi ok, mình để cái nẹp nhựa vào đây ha. Giờ mình giả sử mình cắt 90 đi ha. Đó, vậy ha. Cắt ra ha. Sau khi cắt xong nó rất là bằng và mịn, ngọt đẹp như này ha. Ống bằng cắt nó cũng vậy thôi, tất nhiên là ống phải là ống tiêu chuẩn. Ống tiêu chuẩn kiểu như anh em cắt ống bình minh hoặc là ống bằng nhựa tiền phong gì đó. Chứ còn cắt ống mà ống dởm, ống mà nó mỏng quá thì nó sẽ móp thôi, nó sẽ hỏng rồi, nó sẽ không đẹp được như thế này. Đây là cái nẹp mà nẹp tiêu chuẩn, tức là họ sản xuất với chất lượng rất là cao. Kéo chất lượng cao thì phải đi với ống chất lượng cao, chứ thằng cao đi với ống chất lượng thấp. Mình cắt hồi nhìn nó nhảm nhí. Ok, nhìn rất là ngọt đẹp như thế này. Cắt thêm cái nữa đi ha. Rồi, mình cắt sẽ cắt góc 45 độ đi ha. Như vậy. À, bạn thấy ha. Như vậy ha.
45 độ. Cái này là hơi lớn này. Nẹp này nẹp hơi lớn so với lại cái này. Nếu mà mình xoay đúng á, là cái cạnh bên dưới là sẽ đi về khớp với cái đường này. Như vậy trong trường hợp này là cái nẹp hơi lớn. Hơi lớn như vậy mình cắt sẽ không được góc 45. À, phải như vậy mới là góc 45 này các bạn. Như cái nẹp này, cái nẹp mình đang có trên tay này, nẹp hơi lớn khi mà mình cắt góc 45. Còn ha, đó. Nếu mà mình nếu mà nẹp mà đúng thì khi mà mình đè vào đây được góc 45 thì cái này nó phải sát vào đây. À, này vẫn còn khe hở như này sẽ không được góc 45 nha các bạn. Nhưng mà này khi cắt anh em nhớ là đường nó có nhiều size của cái nẹp nhựa thì anh em mình chọn cái loại. Cái góc 45 thì chỉ cắt được một vài loại nó có đường, chiều dài dưới bên đây thôi ha. Độ dày. Xin lỗi bạn độ rộng. Chết cả đứa. Ok. Được rồi đó. Mình cắt thêm lần nữa đi ha. Chăm hay không bằng tay quen ha. Anh em làm càng nhiều thì càng quen thôi. Mình không phải dân thợ, làm demo vậy thôi. 3 phát, 4 phát. Ok. Rất đẹp như thế này. Rồi, con này là VCM0348 các bạn ha. Giá tiền của con này thì chạy vào lấy cho ba cái tờ giấy trên mặt bàn. Coi giá bao không có thuộc bài thì mở vào. Rất đẹp ha. Phương pháp thay dao thì thay lưỡi thay cắt thì cũng giống như là các loại dao cũ thôi. VCM0348 VCM0348 giá VCM0348 giá là 1.4 triệu. 1.4 triệu nha các bạn. 1.4 triệu hay 1.400.000. 1.4 triệu nha các bạn ha. Nhưng mà giá khuyến mãi hoặc là giá bán khi anh em lên trên đây thì nó sẽ rẻ hơn. Giá này giá mang tính chất anh em tham khảo thôi. Đương nhiên là 0348 thì nó phải đắt hơn 0342 rồi đó. 0342 thì mình có bán khuyến mãi rồi, bán như có 600 mấy chục ngàn, là bán khuyến mãi, bán không lợi nhuận cho anh em sử dụng. Thì nếu anh em yêu cầu thì con dao này mình cũng sẽ nhập về số lượng nhiều để anh em để khuyến mãi cho anh em ha. Anh em vui lòng, anh em nào cần khuyến mãi con dao này thì cái kéo này thì anh em comment ở bên dưới. Và khi mà tập hợp đủ tương đối số lượng, đủ số lượng thì mình sẽ nhập về. Cây này chỉ là cây làm mẫu thôi, rất đặc biệt ha, của nhà sản xuất MTC họ chuyển cho mình để mình làm review cho anh em. Vì có nhiều người yêu cầu đường kính cắt nẹp cắt ống lớn hơn và cắt nẹp nhựa lớn hơn, cho nên là mình nhập cái cây này. Ok ha, VCM ha, 0348. Chụp vài bức hình cho nó xinh đẹp đi. Vậy lấy cái cục kia ra. Nhìn giống cái kéo cắt ống. Rồi. Cục giang khe này mình chụp chưa? Thank you.